Yamaha 1008. Anh em nào mà thiện chí là dứt luôn nha. Anh em xem này. Đó. Còn rất là đẹp nha. Đó. Tủ ốc đồ ok hết. Đó, nhìn tổng thể ha. Cái đầu con này cũng khá là đẹp ha. Anh em nào về lên bộ tem GB nó rất là đẹp. Nhưng mà mình để cái dáng zin để anh em nào mà về chơi đó, nó thích hơn. Còn độ chế dán tem gì là tùy nha ha. Đó, con này cần da là cơ ha. Đó, đây nó có cái cốp này, mình tháo ra rửa rồi. Đó, đây là kéo xuống nhấc lên. Cái này mình chế thêm để đi biển á, dằn nó lại lỡ bỏ điện thoại được chạy sóng nó văng ra. Cái con này thì siêu bền, nói chung dòng Yamaha thì không phải nghĩ đâu. Dòng Yamaha thì đánh vào siêu bền là chủ yếu, còn anh em nào mà thích đẹp thì cứ sedu. Còn anh em xem máy của nó nha. Đó, từ bình xăng. Đó, anh em xem. Còn rất là đẹp ha, máy này. Đó, mình rửa vừa đi biển về ha, rửa là nước ngọt. Đó, anh em xem nha, còn rất là đẹp. Ốc ác này. Đó. Thì bác nào mà thiện chí thì mình để lại cho anh em ha. Đó, con này gần 300 ha. Đó. Ốc ác đồ nói chung còn đẹp lắm nha. Lường rồi nè. Hai cái lù nha nè. Đó, đi về anh em xả nước mặn anh em vặn hai cái lù ra. Đó, cái này bể lên xuống này. Đây là máng máng xối nè. Để cho nó da ha. Đó. Còn rất là đẹp nha. Coi máy này, cục máy đã chưa? Đó, máy này. Rồi, bác nào mà thiện chí thì liên lạc cho mình. Con này nói chung 1008 không có super chạc ha. Anh em đi nói chung là cũng xăng ăn tầm trung thôi, nó cũng không có tốn lắm đâu. Đó, coi lượng rồi nè, thấy không? Còn đẹp lắm nha. Đó, bác nào mà đánh vào siêu bền ha. Có tốc độ luôn. Đó. Dáng form thì đẹp. Đó, thì cứ chơi con này. Chở ba được ha. Đó, mình nói nhấn mạnh lên cuối nha. Bác nào mà cần độ bền ha. Xăng ăn tầm khá. Tốc độ có luôn. Test maximum là 101 ha, 110 chứ. 110 km/h nha. Với điều kiện mặt nước đó là bằng đẹp nhé. Tổng thể cho anh em làm một lần nữa mình tắt. Rất là chi tiết luôn. Rồi, đồng hồ này. Đó, có báo xăng ha. Gần hết xăng nó chớp ha. Đó. Con này số giờ đi là 1188 ha. Đó, còn rất là đẹp ha. Con này Nhật Bản nha. Rồi, chào mọi người.